tới nước Mỹ bao lâu rồi? Cái đại cảm mà sao lại là có xoài đấy, có sợ bào xoài ăn với mắm chua ngọt không? Hay là mẹ mẹ chiên cá điêu hồng cho anh đấy. Cơm ấy. Ủa sao một bầy cá vậy? Chui nó thiên cung đây vậy? Thiên cung cá gì thì cá điêu hồng mẹ chiên. Mẹ kêu. Còn cá dứa. Mẹ kêu là cho nội ăn. Tại vì má thấy cái con cá cho ba ăn. Lấy cái kỳ ok sẽ hết không? Em thích áp là có áp. Em muốn bao nhiêu cái áp không được. Nhưng mà hôm nay em đến ủ gớm mặt thật đấy anh ạ. Nó có xe đưa đón học sinh và nó có chỗ để trông trẻ con cho người nào mới đẻ hú vách đạc. Nó mới hỗ trợ người nhập cư mới á. Tại vì người ta vượt biên cũng có, Mỹ mở cửa vô để hỗ trợ những người đó cũng có. Giống như Ukraine rồi kia nọ, ta chiến tranh bên kia nó cũng cho nhập cư vô, họ đang đợi tờ này kia này đủ thứ á. Thì sẽ hỗ trợ lại cho nước Mỹ. Người ta rất là bao dung và rộng lượng. Còn nó lúc nào cũng mở rộng ra để đón người nhập cư vô, để hỗ trợ. Tại em cứ căn bản nhất, em giúp đỡ họ để họ không phải rơi vô những cái tệ nạn, hiểu không? Mình cùng đi sinh đạo tặc. Bây giờ em không hỗ trợ cho họ cuộc sống mới, mọi thứ mới để họ làm, họ đóng thuế, họ nuôi đất nước, nước nhà. Bây giờ họ thành một cái thành phần khác, thì có phải là thành tệ nạn hơn khi mà anh giúp đỡ một người khác? Thì khi mà họ giúp đỡ họ lời ăn tiếng nói, họ biết tiếng, họ đi học, họ có bằng lái xe, họ đi làm, họ kiếm tiền, họ đóng thuế thì vẫn nuôi lên nước Mỹ thôi. Thà là một công dân tốt còn hơn là để họ cứ đầu đường xó chợ xong rồi họ trở thành những cái tệ nạn khác. Rồi ẩm mấy đứa nhỏ đi đầu đường xó chợ đi xin này xin kia đâu có đúng đâu. Họ rất là nhân đạo. Hôm nay em không biết gọi tiếng Anh nước Mỹ là gì, em gọi là American, phải đúng không? American là người Mỹ. Bỏ mẹ rồi, thế em America thêm là America là nước Mỹ. United States of America. Cái câu em thề phải không? Đó là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, United là liên minh. United là United. Liên minh đó. Of America. Of. O-F là of. Một chữ F. O-F là chữ một O, chữ F là off. Còn hai chữ F cũng là off. Nhưng mà off chỉ là on với off là tắt với mở. Còn off này là của không? Thế một em nói thì ông bà cũng hiểu sao? Thì bây giờ ở trong cái lớp đó thì toàn những người đang học không thì bắt buộc mà không hiểu mà cũng phải ráng hiểu chứ sao? Cái bà mà ngồi kế bên con là bà đó, người bà Brazil. Hôm trước anh cho em xem cái bản đồ đúng không? Hôm nay anh Tony Phạm là cái anh mà anh nghĩ là vlog ở trên YouTube với anh YouTuber ạ. Anh nghĩ ở cái tiểu bang là Marsili à? Đọc đúng không mày à? Medici, nó kiểu là Medici vậy đó. Cái tiểu bang cũng gần mình lắm. Đây này, em mở cho anh xem. Nhưng mà hôm trước anh không nói với em, cái nước Mỹ trên tờ bản đồ nó là United. Làm cho em tình trạng ấy cần chết mẹ luôn. Em tê luôn. Em mở cái cục quản đồ chân tròn ấy kìa. Em tìm mà em tìm thề luôn. Em nhớ là anh chỉ cho em là ví dụ như trên cái bản đồ đây là nước S là nước Việt Nam mình. Xong rồi em nhớ rất rõ ngón tay anh chỉ bay từ Việt Nam lên đây là Korea. Xong anh đu em qua cái gì biển dương dương gì đây là em đến nước Mỹ rồi. Em nhỏ ngoài em không phải chơi America đâu. American, em bảo chết mẹ rồi. Cái này mẹ là bản đồ nước Mỹ. Hiểu rồi, em cầm bản cục kia kìa. Nhưng ý là vì em không nhìn được, sao em phải thấy chết mẹ rồi, cái nước đi đâu nhỉ? Em nhớ nước Mỹ nó to lắm mà. Em thấy Brazil nó rất là to. Em thấy Australia nó cũng rất là to. Xong rồi em tìm mãi,
em không tìm ra, nhưng mà bởi vì em cầm cái quyển bằng cái cục kia kìa nên là người ta đâu có biết. Đến khi mà em nhìn thấy chữ Texas trong cái miếng màu cam ở trên đó, em bảo đây rồi, Texas là nước Mỹ rồi đó, thì em mới biết là đây là nước Mỹ. Thế là em mới biết là United. Con kia nói please come in, finish it. Giọng ông Luis mà đi làm nhà truyền cảm hứng chắc thành công lắm. Có mà ông chửi quay lén cho xem. Cha già này chửi thì cũng xin là gọi là cũng húp trọn giống tôi, không đùa đâu các bà. Đừng có tưởng là gương mặt thánh thiện này mà không chửi nha. Uống vừa ăn vừa ngồi vừa uống. Đây cái tài hôm nay là mẹ chiên cá điêu hồng cho anh. Còn cái này cá dứa. Còn cái này là cá hồi bà kiếm. Cái này của con của bà. Trời ơi, đã bảo rồi, ông mà nhậu thì cũng chửi bánh xác. Nhưng mà đối tượng này nhậu ngang tôi nha. Mẹ ăn rồi. Mai ban cháu không? Chứ mà đâu có liền cái lỗi mà bị không? Cái lâu cho đặc biệt. Không không thì đó cho nó cá nấu nhiều. Cá nhiều quá hồi dư vitamin A, da con này khè lắm. Là sao? Hả? Cái gì dư vitamin A? Cá đồ này nó vitamin A nhiều lắm. À thế à? Ừ, nó tốt trong mắt nhưng mà vừa phải thôi. Dư quá nó sẽ bị dần da. Lúc chiều em đã làm anh biết mấy tô không? Em ăn 2 tô đầy này. Ừ. Với một con cá lóc. Không mới hả? Không cơm hả? Ăn cơm là 2 tô cơm đầy. Ừ. Ban đầu em bắn một tô thôi, ừ. Nhưng mà nó còn thừa 3 miếng cá. Em cũng lặng lẽ bắn vào trong em chiên đấy, em bắn cái bát cơm này nè. Nhưng ý em bảo là em cũng đã gọi là rất mạnh dạn. Đấy, tô canh này là thế nào đây Kiến ơi? Thì tôi đã ăn. Thôi mẹ ăn tốt tô canh vậy. Lo chưa? Rồi miệng, lau miệng, rửa miệng, rửa tay. Cười chết. Nên là vẫn ăn được, nhưng mà thôi mẹ, mình đã lỡ ăn 2 tô cơm rồi, mình cũng biết thân biết phận. Cái gì? Ông thái độ gì? Ông lắc đầu cái gì? Không, ý là quyết định là có tự quyết định là ăn cái này sửa tay cái kia. Nói lại vậy đi, có chống phải gì đâu. Tự. Mẹ đang là an ủi cho một đối tượng ăn nhậu thành thần, ăn uống thành thần, nhưng bây giờ sẽ sai thấy sợ rượu bia nha. Bây giờ thấy rượu bia là sợ nha. Không, bây giờ là ăn ngủ không được, không có thời gian luôn ấy. Chiều nay về quê luôn Kín luôn. Mệt quá bác. Phải đeo đồng hồ. Em phải đeo đồng hồ, ngày nào cũng phải đeo đồng hồ. Bất cứ chuyện gì cũng phải đeo đồng hồ. Em đã nấu ăn nó rang lên một cái làm nhớ liền. Ừ. Con quen với việc ấy mẹ. Quen với việc ở nhà con có việc gì con sẽ nhắn con Trang, nó sẽ đến đúng giờ gọi con. Ừ. Mà xuống ta nói hả? Ây da. Còn 20 phút nữa. Nhỏ xuống xe à. Cái em ăn cũng quên luôn. Cái suy nghĩ sao cái đó. Ý chết mẹ rồi, nhỏ chạy đâu rồi. Tối hôm qua nó đã báo mình là sáng nay thời tiết xấu, trường sẽ trễ 2 tiếng. Sáng nay 5 giờ mấy, nó gọi ông bóp xong nó gọi mình, nó gọi banh rác lên là nó báo tiếp nữa. Trời ơi, không thằng nào ngủ được hết. Ông cũng nhắn vào, nó trời giờ học rồi. Không ai ngủ được. Gần 2 giờ, ông bóp nghe nhắn tin cho má, cái xong má trả lời xong. Ông nhắn rồi. Ông nói là bắt đầu từ đây, ông sẽ nhắn cho biết tiếng Anh, học tiếng Anh đó. Ông nhắn, dạ. Nói mọi ngày, ông nhắn tin rồi bảo rồi. Em nhắn anh, ông đọc, anh hiểu không?
là cái bà Tây. Cái bà Tây. Những gì đâu. Anh không được, anh ơ okay. À, tôi lại có cái app rồi. Nhưng mà mấy cái trường này có. Có cái bà Tây, bà xem cái app đây. Hôm qua con em đứng ở ngoài một tiếng đây. Là bà Tây, bà đâu có ra mẹ. Có nghĩa là có một cái app cho cái xe buýt. Nên là ngoài cái app cho xe buýt, cái app nhắn tin nói chuyện với cô giáo. Trưa nay anh mới nói chuyện xong. Trưa nay mới nói chuyện. Thôi anh nói chuyện đi chứ em không biết tiếng Anh. Đại loại là cái bà Tây bà đâu ra đúng 1:30 như mình mẹ. Con đứng từ 1:30. Con chờ một tiếng hơn hôm qua bị lạnh cỡ đó. Tại vì con đâu biết là tại vì hôm qua nó mưa mà. Đứng trong nhà nhìn ra ngoài là thấy đỏ. Lạy cụ trời mưa không? Cụ ơi, hôm qua mưa bão táp mưa xa. Chuyến xe nó đậu nó chỉ có một tiếng thôi. Nó đậu nhưng mà bọn trẻ con xuống hết, con kia nó cũng sẽ chạy xuống sẽ bị ướt. Cụ ơi. Mình thấy cái xe đậu cái là mình đi ra liền. Không đứng ở đây hộ tôi cả, em xem nó có nhìn thấy không? Thấy. Mai em ra hộ tôi cả. Nó phi như một cơn gió. Mẹ thấy đời đều đúng không? Nó phi như một cơn gió, không có chuyện là mình nhòm. Mình chạy không kịp với tốc độ của nó. Vì bà kiến mà không cho chạy lên cỏ. Hay đâu cái app về rồi. Cái app cũng hết tục luôn. Toàn hình cũng hết chuẩn luôn, tôi nhức đầu. Bây giờ đợi cô giáo nó trả lời. Có nghĩa bà thầy đấy, em đứng chờ 40 phút, con đứng chờ 40 phút vì con không biết là lúc nào nó xuống. Con đứng chờ 40 phút nha mẹ, con mới thấy bà đứng thức đi ra mà, ơ tại sao bà này bà biết nhỉ? Nhà trường gọi điện cho ba nó, gọi cho ông Bốp là báo cái giờ cái xe sẽ về sớm, xong mẹ gọi con, đúng không? Thế con ngồi con chờ 1:30, con đứng ngoài đó, con đứng đến 2:10, 2:15 bà Tây bà mới đi bộ ra. Có nghĩa là bà đã phải xem một cái gì đó thì bà mới biết là cái xe nó chưa dịch chuyển. Đến khi con của bà đứng cỡ 20 phút thì cái xe của cái tuyến đi ngang đi dọc đậu bên kia đường kìa, của cái tuyến lớn của trường khác, của học sinh cấp 2 chúng nó đi xuống, thì là bà ấy mới đi bộ, con cũng theo bà đi luôn. Thì bà hỏi cái người lái xe là vì sao, thì cái người lái xe nói rằng là mưa rất to, bọn ta bị kẹt xe hết, sẽ về trễ đấy. Thì bà ướt thì con đã cầm dù che cả chung hai đứa rồi, nhưng mà bà quyết định mà đi về và lấy cái dù. Thôi bà nhỏ quá mà. Nhưng mà vì em mặc cái áo đấy là nó chống nước nên em che hết cho bà sang bên này, thì là em chỉ một tí ướt rồi, nhưng mà vì là không, nó sẽ bị ướt một bên tay của bà. Xong bà đi về xong bà đi quạ, có nghĩa đến cửa nhà mình con kêu là bà, em bảo là Jill Ambra là my Ambra, ý con bảo là mày dùng cái ô của tao đi bộ về nhà rồi mày về mày quạ tao mày lấy cái ô mày đưa tao, nhưng mà bà không dùng, bảo no. Xong bà đi chưa đầy 2 phút là con đã thấy tiếng éo rồi, con phi ra là bà kế mà đã chạy vào đây rồi. Tại vì nó cũng biết thân nó phải phi nhanh chạy về nhà, nó không ướt. Nói chung là con phải đứng được tầm 40-45 phút bà Tây mới đi ra. Bây giờ hiểu lý do là sao mà căn nhà ổ chuột này là gì? Căn nhà ổ chuột. Bà Tây đi rất xa đấy, nhà bà. À, bà ở cái kho nợ đây nè. Cái mẫu nhà này không xây nữa nha. Cái gì? Cái mẫu nhà này không có xây nữa. Nếu xây nữa là mua thêm căn rồi, tại không xây cái kiểu này. Cái kiểu mà vào giấu cầu thang này gì? Nhiều cái mà nó từ cửa bước vô rụng rứt, và cái người ta cởi dép, cởi dài, cái người này cởi áo rồi rồi đứng một đống đó, chặt luôn. Anh đi coi nhà mới không có mẫu này. Anh hỏi cái người xây nhà này cũng không có. Nó có căn ton cái này không? Có. Để con xử lý nó cho mẹ. Thôi mình dọn nốt cái đống của bà Kín thì thôi, xin làm, mẹ béo cũng y chang thôi. Không gầy được miếng nào luôn. Sáng em không ăn nha, ghê chưa? Thì chế độ 16-8 đấy. Kệ đi, thử xem. Ở Việt Nam ăn được đúng 3 ngày xong đi đất như chó. Ngon. Người ta không có ăn được. Mắt có kêu gọi nó ăn chút xíu đi. Nó không ăn. Ăn lại cũng khoa học chút.
Sáng phải lót bộ. Tối qua lúc bọn mình ngồi đây này. Em nói lại đi. Không sợ mà. Tối qua anh lên phòng ngủ. Em cũng đâu bắt đầu nhắm mắt ngủ bắt đầu đói bụng. Bụng đang giờ chạy xuống. Vậy sao cũng kêu đi. Lúc đấy em còn đang lấy chim. Nếu kêu thì thằng này. Một giờ rồi. Ồ, nó cũng một giờ nó bỏ xuống nó kiếm đồ ăn kìa. Con lục đục em con thấy là đèn con định rủ ra ăn. Nên con bảo thôi. Con phải ngồi post bờ clip bán hàng. Con thấy hắn lượn ra lượn vô hay á. Con bảo là chả nhẽ sang rủ hắn xuống đớp. Hôm qua mình ăn sớm á. Hôm qua mình ăn sớm với làm nữa. Đối tượng này ăn trước ông 1 tiếng rưỡi. 4 giờ 15 tôi đã ăn. Nó về nhà không mày, nó về đó anh ạ. Hôm qua em bảo anh như thế này cũng muộn mà. Hôm qua em bảo anh như thế này cũng muộn. Em xách cái remote đây lên lầu hả? À không, nó nằm ngủ, nó đẹp. Em nằm dưới này hả? Ừ. Ồ, ngưỡng nó nằm trên lầu. Không, tới khi tao đi dứt con về, remote cũng... Tiên nhắn đâu số tài khoản em? Mặc cái áo, đồ nhắc của tao. Tao nói chút mẹ cái áo, tao chạy rồi. Ai hẳn nó... Ăn xong lấy sức chỉ tiếp em lại anh Tony Phạm. Làm sao? Đây ông ấy ở cái bang gì đấy, Valency đây này, ông ấy ở sát với cái tiểu bang này đây, ông ở cái tiểu bang Missouri và ông ấy ở cái thành phố này, ông ở cái thành phố sát với cái con Kenza này, với con Casa này, Casa, ông ở thành phố Casa, ông ở cái Casa này này, ông ở Casa City, tiểu bang Missouri. Đã nói với ông này rồi, biết rồi. Em và đối tượng này á. Tao mày không có bờ. Mấy ngày bờ. Bà cứ là cứ sắc và sáng như. Đối tượng này ấy, mà ngủ với em thì 3 ngày chửi nhau 7 trận. Chào vô thường. Các bác hiểu không? Bọn em mà ngủ chung làm 3 ngày chửi nhau 7 trận. Nguyễn Bùi Trang Tú ơi. Đôi khi có những con động vật mà mình không cần chấp, mình để nó chửi mình trong một cửa vui nhà. Hiểu không? Nguyễn Bùi Trang Tú. Rất là cảm ơn. Thật sự hôm nay là phải cảm ơn cái thằng phong thủy đấy. Vì nếu như không có những clip nó chửi mình, thì mình sẽ không có được lượng doanh số bán khô cá và đồ đi Mỹ nhiều như hôm nay. Ở trong trường hả? Cơm chiên bò gà mà. Các bác hiểu không? Các bác hiểu không? Khi em sang Mỹ, cái việc những fan ruột của em biết em sang Mỹ là chuyện rất bình thường. Nhưng mà em có lượng khách hàng mới của Mỹ nó mới khủng khiếp. Ba, cái đứa nó chửi mình ấy, nó giúp mình rất nhiều trong việc kinh doanh. Bình thường người ta đâu biết em ở Mỹ. Có những người ta đâu biết con đâu mẹ. Có rất nhiều người Việt Kiều ở bên Mỹ không hề biết con là ai. Vì người ta không đâu quan tâm trên mạng xã hội. Nhưng vì nó chửi con là sống ở khu ổ chuột, nên những người ở Mỹ, người ta mới xem thằng lồn này nó chửi cái gì. Xong người ta mới sang cái Facebook của mình, người ta xem mình sống ở đâu. Xong người ta mới thấy cái khu đường nhà mình, thì người ta mới biết mình là sống ở chỗ nào, xong tự dưng người ta thành theo dõi mình. Xong người ta kêu người nhà Việt Nam mua khô cá quá trời. Ô mà ta nói, mà lại nhất là gần Tết nữa. Gần Tết thì Việt Kiều về rất đông. Có những người nhắn tin là vì con bảo rồi, con nói trên livestream bảo là đặt 10 cân là phải báo con trước. Bởi vì 10 cân cá thì một tuần con đặt cỡ khoảng 100 cân cho một loại. Mà họ lấy 10 cân ấy thì sợ nhiều khi người ta cái trễ cái ngày giờ người ta mẹ. Có khi người ta ở cái tỉnh khác. Mày hiểu không? Người ta ở ngoài Bắc đi. Ba để ấy thì em rửa. Ăn canh này. Ví dụ người ta ở ngoài Bắc, mẹ chuyển đi Hà Nội thì mẹ mất 3 ngày. Nên là mình rất là cảm ơn cuộc đời là có những đứa nó chửi mình, mà mình lại được
hưởng lộc. Bởi vì rất nhiều người nhá, rất nhiều người, người ta tìm đến cái Facebook của em, người ta mua hàng nhà em. Có rất nhiều người là Việt kiều bên này, nhưng mà ví dụ như một cái hộp glucosamin hay một cái hộp vitamin E, người ta cũng đâu có gửi từ Mỹ về Việt Nam làm gì. Người ta thấy mình bán thực phẩm chức năng bên Mỹ, người ta lại mò vào mình, người ta ship về cho người nhà người ta ở Việt Nam. Bởi vì ví dụ năm nay Tết người ta không về đi, người ta đâu mang về. Nhưng mà nếu ví dụ người ta chỉ là cần 5-7 hộp gửi về, người ta lại mua nhà mình. Tự dưng mình lại có một lượng khách Việt kiều ở Mỹ rất đông nha. Xong người ta mua Hà Thủ Ô nhà tôi các bà. Người ta ship Hà Thủ Ô, xong là nhờ người ta ship, người ta nhắn tin cho mình. Mình mới biết có những cái công ty nó sẽ ship được sang cho mình với giá 850.000 cho 1 kg. Tự dưng mà mình cũng được người ta dạy thêm. Chứ bởi vì sao? Người ta bảo mình ship hàng đến cái công ty đó, đến cái công ty đó, xong là bọn công ty đó chính là người trả tiền cho mình. Xong chúng nó thu tiền của cái người đó bên Mỹ, thì nó sẽ là cái người đó sẽ trả tiền từ mua hàng của mình đến tiền ship từ Việt Nam sang Mỹ. Tự dưng mấy hôm nay là nhà con bị đôn đơn một cách căng thẳng, nhân viên là căng thẳng lắm. Thì tự dưng mình thấy là ồ, my God, trong một scandal, trong một cái drama mà mình ấy là một cái người biết sử dụng drama đấy, thì mình lại bán được rất nhiều hàng. Bà mẹ nó chắc phải thắp nhang, ta cảm ơn nó mùng 1. Không biết nó bán trầm giả của nó có được không mấy bà. Chứ mỗi clip nào nó chửi mình nó cũng gắn link bán trầm giả, không biết là có ai mua không. Chứ thỉnh trầm của thằng đấy là về khuynh gia bại sản đấy. Chứ còn khách hàng thì tôi mua nhà tôi đến 7-8 năm nay, tôi bán 7-8 năm nay thực phẩm chức năng là rất nhiều rồi. Chứ còn tôi bán hay không bán, các bà thấy không, tôi có đăng bài bán hàng không? Các bà thấy không, trên các fanpage của tôi có thèm đăng hình sản phẩm bán hàng không? Hay tôi chỉ đăng mấy clip tôi chửi cho nó vui thôi? Nhưng mà khách hàng người ta vẫn vào nhắn tin là Trang có ship cái này từ Mỹ về Việt Nam không? Trang có bán sản phẩm này không? Vì chị hay mua cho gia đình chị. Người ta mua, lâu lâu người ta mua, ví dụ người ta muốn, ví dụ này, mình ở bên này, mình ví dụ như ba muốn ship về Việt Nam đi, ví dụ 10 hộp glucosamine, nhưng mà ba muốn chia 10 hộp đó cho 10 đứa bạn. Ba thấy mệt không? Ba thấy phiền thì gọi mẹ con Trang Khàn. Alo, Trang Khàn cho chị 10 hộp glucosamine, đây là danh sách địa chỉ, em total cho chị số tiền, chị băng em luôn. Thế là người ta băng luôn cho mình một cục tiền. Thế là mình chỉ việc là chia hàng. Nhà con có cái lượng khách Việt kiều rất đông kiểu đấy. Ví dụ như lâu lâu họ thấy kiểu người nhà người ta đột nhiên bị mỡ máu đi, người ta muốn gửi cái hộp cholesterol về, mà một hộp mà bộ tháng trước người ta vừa gửi hàng rồi, mà tháng này có một hộp người ta không bỏ, thế là người ta gọi mình đắt thêm 100.000, 200.000 người ta cũng mua. Thế là tự dưng mình bán được hàng, trời thần. Tao nói mùa xuân này là trên những chuyến tàu đấy, để cái này ở đây lâu cái mồm để tôi lau nhà. Tôi tiết kiệm tờ giấy cho nó chửi này. Tôi đang tiết kiệm tờ giấy cho nó chửi ông này. Tôi, ông lau, nhiều khi là tôi để đây, lau nhà. Lau nhà là gì? Lau nền nhà, lau lên bàn như này. Anh có những cái cho nó chửi mình, cho nó vui cửa vui nhà. Mùa xuân ở trên những chuyến tàu. Em nướng đó. Cái này không để được microwave. Thì à? Microwave là nó nổ. Không, con biết cái kém là không để được microwave rồi. Đói lắm định ăn nhưng mà thôi, nghĩ đến cảnh mình đã nhịn được từ chiều đến giờ thôi, nghỉ khỏe mấy bà. Mẹ để với con ăn đó. Bác anh đủ đi hả mẹ? Bỏ, nó no rồi, nó bỏ. Đấy, đến giờ sang đây này mấy bà. Ví dụ nó bảo nhà em là không có cái máy rửa bát thì nó dưới này này không rửa á. Tại vì nó không ở bên Mỹ nên đâu có hiểu mấy cái nhà này. Đây cái máy rửa bát đây con, là cái máy này. Có nghĩa là ở bên Mỹ này các bà, vitamin E một ngày uống 1 viên, hoa anh thảo ngày uống 2 viên em. Có nghĩa là với những cái việc mà nó chửi mình hết, mình lại cảm thấy giải trí các bà hiểu không? Mình giải trí rất nhiều bởi vì là vì không có chúng nó thì mình chết. Con
hạt đó mà. Ba xoài không? Ba xoài không? Buồn cười nhất là câu chuyện vui ra chuyện hai trường đường chúng mình ngủ riêng. Ờ, tao bảo là vợ chồng con này ngủ riêng là vì sao? Tao thích ngủ riêng được không? Bởi vì những đối tượng ấy, nó cứ phải là vợ chồng là ngủ chung. Cười quá, cười muốn sảng với nội thương với chúng nó luôn. Chết mẹ rồi. Đây. Ông có ngủ, ông có... Để sang bên kia, để sang bên kia cho tôi. Câu cái vấn đề nằm ở chỗ... Con tôi... Con kiến nó còn bảo là mẹ mua nhà mới đi để con ngủ cái phòng riêng. Ồ, người ta nói cười chết. Mà mọi người biết sao không? Không ai ở được với tôi cả. Tôi nói thật, đây là nếu muốn bình an ấy thì đừng ngủ chung. Bạn nào cần chung mình chung, đâu bạn nào không chung thì thôi riêng đi. Cái loại mà cầm điện thoại chửi nhau đến 4-5 giờ sáng. Mà tôi thích chửi nhau nhưng mà mình tạo việc ấy mà. Còn 30 ngày nữa là Tết, cho chúng nó chửi mình nó quên đi làm, nó nghèo hoại. Cười chết thôi. Tôi là chỉ thích ngủ với những người nào mà bạn tám chuyện được với tôi thôi. Đối tượng này tám được 3 câu. Xoài ngon lắm anh. Con không ăn được đâu mẹ, con ăn nổi quả rồi, con muốn chết đi sống lại rồi. Đâu Tô Ma Ngọc, tại vì buồn cười hiểu không? Ví dụ như em hay nói ra chị này, có thể ở Việt Nam mình ấy có nhiều bà vợ ấy, là vẫn phải rất chịu đựng. Đúng không? Bên này Mỹ ấy, người ta mà chồng mà nhậu nhiều, đéo thèm chờ kệ con mẹ mà luôn đâu. Chờ mày về ngủ cùng ấy. Trời ơi, đây cuộc sống này nó ở gì còn đợi gì nữa. Em đang nói về chuyện mấy bà vợ Việt Nam ấy, là rất sợ chồng, thương chồng mà. Và rất là cái kiểu là lo cho chồng, xong rồi là mẹ phải chờ đi nhậu về. Còn bên Mỹ là không nha, kệ mẹ mày. Mày đi kệ mẹ mày, không ngủ trước. Mày chết luôn, tao lấy bảo hiểm. Đúng không? Ồ, người ta nói nó không chờ. Cái gì lại bà để người ta còn thức đi lặng? Thì đúng rồi, tại vì Louis đi làm. Nên là ví dụ như tối thứ bảy chủ nhật ấy, thì bọn em còn có thể tâm sự đàm đạo. Các chị hiểu không? Còn những ngày thường em ngủ riêng cho nó lành. Ví dụ như tối thứ sáu đi, thì là gia đình phải kiếm em hôm sau thứ bảy nó nghỉ. Thì gia đình mới còn là gia đình còn gọi là tám chuyện bà la xì buông hiểu không, làm quân sa la văn. Nhưng mà những ngày khác là tôi phải ngủ riêng, bởi vì không ai ngủ với tôi đâu. Ký ngủ với nội hiểu không, chứ cái mồm tôi live stream lúc tôi hơn cao hứng lên đến mẹ tận 3 giờ sáng. Thì nói chuyện với tôi mai đi làm kiểu gì. Và bên này là các bà hiểu này, chồng tôi đi chợ đi làm mà nuôi cả tôi cả con kiến cả bà nội, nên là người ta phải tập trung công việc, các bà hiểu không? Nên tôi chỉ buồn cười thôi. Tôi ngủ riêng chứ sao giờ? Với cái mồm tôi nói từ sáng đến chiều. Ồ, mà lúc tôi dậy lúc nào tôi thích ngủ, giờ nào tôi ngủ, tôi thích thức từ giờ nào tôi thức. Đúng không? Chị để phong lên the wedding of dinner Ricky thì chị chả biết, chị thấy cái chấm chấm nó đẹp chị để thử đấy chứ, bởi vì mấy cái livestream này tám chuyện đấy mà. Nhưng mà mình buồn cười, mọi người hiểu không? Mình bảo là đúng là cái thể loại ngu si không phát triển nổi, bởi vì nó có phải soi cuộc đời mình thế nào. Chị Trang về và bé ở về với mẹ chồng vui. Đúng rồi, mẹ chồng vui, em cũng vui các chị. Không, mẹ chồng không sang đâu. Em không có mẹ chồng, em không sang đâu. Em hợp với bà hơn là hợp với chồng. Em và bà còn tám chuyện được chứ, tôi với ông này nói chuyện được 3 câu. Úi giời, suy chi là hút cho. Nói chuyện 3 câu hút cho ạ. Nhưng mà mọi người thấy cuộc sống em vui không? Mình sống mình cứ thoải mái thôi sao giờ. Chào Tôn Tài, chào em. Vì như em là gì? Em là thuộc cái tuýp là nhiều chuyện. Trang Nguyễn kem body thơm và mềm da chuẩn luôn. Chế đọc tiếng Anh bắt đầu chuẩn rồi. Ok, Kelly Trần, thank you. Đùa chứ, em không có gì em không làm được đâu các chị ơi, các chị yên tâm. Louis càng coi em là một cái thể loại mà học tiếng Anh chắc 7 năm chứ tự được. Thì ok, để đó, cứ để đó. Em sẽ cố gắng.
Ui thế em thật các chị, đấy các chị đấy, chiều mẹ chồng em thì nấu hết cơm em ngủ như chó chết rồi nè, quên cả con kiến đi học về. Em ngủ luôn xong rồi em bảo mẹ em là trời ơi mấy hôm nay con mệt là vì cũng muốn con kiến sang ngủ với mình, nó cứ thích ngủ với bà nội. Thế em bảo là thôi để con kiến sang ngủ với con mấy hôm cho con đỡ nhớ. Bà sang, bà đạp chân bà đạp mềm, trời thần thiên địa, trời thần tôi cũng xin làm muốn chết với bà kiến. Hóa ra là gì? Hóa ra là bà nội có một cái cách chấn cái giường. Bà... Nhưng mà hôm qua con chỉ... Nhưng mà thế này con chỉ mẹ, mẹ kêu là mẹ đau đầu nên con không chịu nổi. Là bà nội vừa đấy lên chấn rồi chỉ cách chấn cái giường để cho kiến nó có thể nằm im trọn vẹn với mình. Trời ơi em thật các chị, em không ai như em đâu các chị à. Không ai như em luôn. Nhưng mà cuộc sống của em gì? Cuộc em nói chị Phạm Hải Linh, cuộc đời của mình cảm thấy vui là đủ. Mình hạnh phúc là được. Mình vui với cuộc sống của mình là được. Em là rất vui. Em sang đây tự nhiên em sợ rượu bia luôn với bà. Có khi nào đất nước Mỹ này cai rượu một con nghiện như em không? Một con bậm nhậu như em không với bà? Đúng rồi Kelly Trần ơi, tại vì là chở Kiến đi học cũng được, nhưng mà vì muốn cho Kiến tự lập. Mọi người biết không, sau này con nó lớn, nó phải tự lập tất cả những chuyện của nó, trẻ con bên Mỹ hay là bất kỳ các nước phát triển, nó rất tự lập về những câu chuyện này. Đó. À, người ta rất là tự lập nên là em thực tế là ban đầu em cả ba Kiến thì cũng muốn là đưa con đi học, nhưng mà vì là mình thấy rằng là nếu như mình cứ bảo bọc con mình mãi, mình bảo bọc con mình mãi thì không biết đến bao giờ con mình nó mới trưởng thành được. Cho nên là sống ở một đất nước phát triển mình cũng phải học theo người ta, con người ta đi được chẳng hạn con mình không đi được. Nên là có nhiều đứa comment rất là ngu, ở Việt Nam ấm áp thì không ở, đưa con sang Mỹ ở xứ lạnh tuyết rồi mưa khổ sở, ở Việt Nam có tài xế rồi ở Việt Nam có giúp việc đang sung sướng tự dưng phải đi trốn. Mình nghĩ mình buồn cười, mình bảo mẹ chúng mày mà muốn trốn được chúng mày cũng trốn, chúng mày trốn mà chúng mày ăn tiêu như tao chúng mày cũng trốn. Nói chung mà nói chuyện với bọn ngu ấy thì rất mệt. Bên này á nó đang mưa em ạ, nó đang bão, nhưng mà cái tiểu bang này nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó chỉ bị mưa thôi. Mình cười vãi trưởng của chúng nó. Ở bên nước ngoài làm gì cũng hello, thank you. Đúng rồi, chị cũng thấy thế đấy. Ví dụ nhà em ấy, là em có một, tại vì bản chất cái việc làm việc của em ấy, vờ mờ nick nhớ tôi không bà Trang? Không bà, biết bà là đéo ai mà nhớ. Cái nick thì vờ mờ NK. Tổ sư hỏi như ai không? Lại má, con má bớt ảo tưởng, bớt điên lại dùng tôi con. Mẹ cái nick, cái tên thật còn đéo ghi được. Cái tên còn đéo ghi ra, vong hồn cắt nặng, hỏi nhớ tôi không? Bớt đi. Nói thế cho nó dễ nha mấy bà nhé. Các bà để cái nick cái mặt các bà ấy. Các bà để cái mặt ra rõ ràng, tôi chưa nhớ ra, chứ đừng nói đến avatar của bà. Mẹ tôi tưởng vong hồn cắt đảng ở đâu. Nick cũng chả ghi rõ tên, rất là ghét những cái kiểu mà nick không rõ tên xong cứ hỏi người ta có nhớ mình không. Mẹ đi chơi mẹ quanh năm suốt tháng đây, nhiều khi còn chả nhớ mặt nhớ tên, ăn nhậu đến 7 lần khi không nhớ tên. Các bà thông cảm nhé. Thôi bà ơi, cái xe cả đám đi chùa tôi lại, bà tôi đi chùa quanh năm bà ơi. Bà không phải đối tượng để tôi nhớ, nói thế cho nó nhanh. Tôi nói luôn thì cho nó dễ như mấy bà. Thật, nói thế để mấy bà hiểu tính tôi rõ ràng. Ví dụ như người ta sẽ là em nhớ chị ơi. Đây là đéo nhớ luôn, nói thế luôn. Mẹ là còn 2012, thôi con lại mẹ.
12 năm rồi thôi con lại mẹ. Mẹ ngủ hộ con nhờ. Thông cảm nha. Mẹ gặp năm ngoái năm nay còn đấy không nhớ là 12 năm. Nhất là bánh bèo không nhớ. Không chơi bánh bèo. Thông cảm đi. Tú Nguyên cô xin của mày Trang chả biết. Chịu chịu chịu. Thôi bà ơi. Thôi bà khỏi comment. Sang đây rửa bát làm việc cho nó lành đây bà. Ở nhà chồng nuôi trả tiêu tiền. Lâu lâu đi chợ được tiêu tí tiền sướng chết mẹ hơn. Mấy bà mấy mèo tôi lại mấy bà. Bà mày ơi gặp từ năm ngoái năm nay còn đéo nhớ vào từ năm 2012. Tôi cũng bán gì tôi cũng. Giận chị. Giận chị. Bảo người ta đang nói không nhớ thì cứ hỏi hoài. Khổ quá. Mà tôi nhớ ra tôi cũng không chơi với bà đâu. Bà yên tâm. Thì tôi không thích những cái bà nhiều chuyện. Khi người ta đang nói không nhớ là người ta không nhớ. Còn nhớ là tôi nhớ liền. Tôi nói thế cho bà hiểu nhá. Tính tôi là không có thảo mai thảo quả. Ơi giời chị yêu, chị yêu, nhớ chị rồi. Ừ em nhớ rồi, ngày đấy đi với chị Tú vui quá chị nhỉ. Không 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 không. Nói thế luôn cho nhanh nha. Các bà thấy tôi là đúng không? Các bà thấy tôi là đúng không? Thay vì người ta sẽ thảo mai. Thay vì người khác sẽ thảo mai. À em nhớ rồi chị ơi, nhớ ngày đấy đi chơi. Đi chùa chị Tú, trời ơi cũng mười mấy năm rồi à, vui quá đi chị ơi. Nhưng mà đéo nhớ. Đéo nhớ thì gọi là đéo nhớ luôn. Tôi chỉ nhớ LGBT thôi. Mà LGBT đi chùa từ 20 năm trước còn nhớ. Bà cô ôm ôi đi tôi nhớ bà liền này. Bà ôm ôi tôi nhớ bà liền. Thông cảm nha. Thứ nhất tôi là người rất rõ ràng, tôi không nhớ, tôi sẽ bảo tôi không nhớ. Để chúng ta gọi là đỡ phải thỏ mai xạo quần với nhau. Mệt lắm mấy chị ơi. Em không nhớ thật sự. Nếu mà chị muốn em nhớ chị gửi bức hình chị em mình chụp chung ngày đó thì còn nhớ ra chị chơi với Tú. Chị em chơi với Tú. Em chơi thì em gặp với chị bạn bè đi chùa, các chị biết rồi. Đi chùa hay rủ nhau đi cùng. Mười mấy năm trước thì em nghèo lắm. 12 năm trước mới mở bún đậu nghèo chết mẹ, đâu có tiền mà thuê xe riêng một mình một tài xế. Em nói thật với chị nha, sau này có tiền em đi chùa. Cứ đến mà cái tháng riêng âm lịch đấy, em đi hai người em cũng đi xe 16 chỗ. Để em nằm ra băng ca em ngủ. Thật. Sau này em có tiền em đi chùa thì em không thích đi nhiều. Em không thích đi chung với những người em không quen. Nói thật. Em thứ nhất là em không thích đi chung với những người em không quen. Thứ hai không hợp cả ăn nhậu nha. Là em không đi. Em đi chùa thì xin thì ít mà nhậu thì nhiều. Thực tế là muốn đi vãn cảnh nữa mấy bà. Muốn đi vãn cảnh. Muốn đi vãn cảnh các bà hiểu không? Còn gì rửa không mẹ? Hết rồi đúng không mẹ? Mình muốn đi vãn cảnh mấy bà. Muốn đi vãn cảnh thì mình xong rồi mình ăn uống đặc sản các vùng miền. Đặc sản các vùng miền các bà hiểu không? Đó. Thì nó là như vậy đấy. Nên là sau này em chỉ đi xe riêng, ví dụ em rủ thêm ai em rủ ăn với nhậu với em thôi. Còn em không có đi chung với người lạ. Còn ngày xưa lúc mà mình không có tiền mình đi xe chung, mình đóng tiền mỗi đứa 500 một triệu, tiền lên lễ lên biết các thứ. Thì mình đi chung các bà hiểu không? Chứ còn sau này mình có tiền mình có muốn đi với người lạ đâu.
Thứ nhất là đi người lạ, cái mồm mình hay chửi. Cái thứ hai mình việc làm ăn của mình. Cái thứ ba là mình có nhiều những mối quan hệ, những công chuyện mình nói chuyện trên xe, mình cũng không thích nói chuyện với ai. Nên là sau này em không đi chung. Em chỉ đi với những cái nhóm của em thôi. Nhóm của em và những nhóm chơi với em. Thế này em phải nói để các chị hiểu rằng không phải là em chảnh chó. Mà là ví dụ như em bán hàng, em bán hàng đi. Ở hôm nay về 500 hộp, ngày mai về 1.000 hộp. Em sẽ không thể để người ngoài biết được. À, Trang đi chùa Nôm chưa? Đi rồi chị ạ. Đi rồi chị. Việt Nam hình như hầu như tất cả những chùa em đều đi rồi. Nên là em kinh doanh buôn bán em rất là tránh những cái người mà em không biết. Người ta không biết chuyện gì làm ăn của mình. Nói ra nói vô mắc mệt. Các chị hiểu không? Nên là sau này em đi chơi, đi chùa là em đi với những nhóm của em. Mọi người hay thấy em đi chị Hà này, thằng Đạt này, hay thằng Can này, hay chị Minh này, hay anh Giày Đỏ này. Là những người chiêm chi kỷ với em. Em đi với những người là em rất là an tâm. Thứ nhất là việc làm ăn kinh doanh của em không muốn ai biết. Đó, mình làm ăn mình phải kín nữa chị hiểu không? Đó, nên là thông cảm. Còn những người nào đã từng đi chơi, đi ăn, đi lễ, đi nhậu với em mà em đã gặp mười mấy hai chục năm trước mà em bảo thẳng luôn là em không nhớ thì mọi người thông cảm, không phải chảnh chọe mà là vì mình không nhớ mình sẽ nói luôn là mình không nhớ. Chứ không phải là mình không nhớ xong mình lại cứ phải vừa làm, ơ em nhớ rồi, không phải. Em không có tính đó. Em không có ý tính đó nên là mọi người thông cảm giùm em nha. Còn ví dụ đi nhậu cơ mà, ừ anh từng nhậu với Trang rồi, anh từng nhậu với Trang hay là chị từng nhậu với Trang thì nó phải là nhậu như này này. Thứ nhất em phải biết anh chị tên gì. Cái thứ hai phải nhậu hợp gu. Nhậu hợp gu là gì? Em mời anh chị khoảng chục ly. Đấy thì em sẽ nhớ cái người đấy. Những người nào mà đi nhậu ấy mà em đè ra em mời khoảng 10 ly thôi là em nhớ người đấy lắm. Bởi vì những người đấy hợp gu em mới mời. Còn đi nhậu theo kiểu là mình gặp nhau ở đám cưới một ai đó xong mình mời nhau một vài ly, gọi là mình mời xã giao, ừ cốc ly trên bàn ngồi chung ấy, thì những người đấy em không bao giờ nhớ. Em nói thật, tính em là em chỉ nhớ những cái mối quan hệ mà thực tế là trong não bộ của mình lớn tuổi rồi, mình đâu có thể nhớ được ngoài, mình đâu nhớ được hết. Nên là mình sẽ nhớ những cái người nào mà mình cảm thấy rất ấn tượng và hợp gu với mình để làm gì. Mình ra đường mình gặp, ê, làm vài ly, vui, lên, vô. Còn mình tự dưng mình đi, mình nhớ những cái người mà người ta chưa chắc đã thích mình. Người ta mời mình cúc ly, người ta cầm kiểu nhấp môi. Thì đấy không phải gu mình rồi. Mình mày mời nhậu nhé. Người nào người ta không biết nhậu. Người nào người ta không biết nhậu thì người ta sẽ nói là sorry Trang, anh chị không uống được nhiều. Rất vui vẻ mình sẽ cảm nhận được cái năng lượng của người ta. Ông ăn đây đau chút xíu này. Cái gì mẹ con xem nào? Rượu hả? Rượu sữa. Rượu sữa, ui dồi, vơ lây đúng không? Ừ. Ui dồi, cái này nước giải khát mẹ ơi, rượu đâu mà rượu. Không, uống rượu hả? Trời ơi, mẹ tôi bảo rượu là mẹ đưa con ly cho con, mẹ làm phát này. Má uống bỏ đá, bỏ đá không? Mẹ cho con miếng đá đi, hai mẹ con mình cứ hết chai đi cho gọn luôn. Cha già. Cái gì? Cái ông cũng bơm, cũng giả vờ. Cái gì đấy? Cái con cái lái không? Cái gì? Là cái lái chim á? Giữ về trời. Nào con cả mẹ làm ly nào. Mẹ con uống đi làm. Thầy con uống đâu, thầy con uống mai đi làm sao được mẹ. Để con cả mẹ uống thôi cưa. Đấy, mẹ tôi, để có cái chai rượu ở đâu ra đây này. Ui, sữa chứ mẹ. Sữa. Ôi, đừng nói nhiều quá. Ừ. Xỉn đó nhiều. Xỉn á. Cái gì? Đừng có giỡn. Đừng có giỡn, lái vào đừng có giỡn. Ông định cho tôi cái này hả? Mờ hả cơ. Oh man, là ông mới mua cái này hả? No, that's Oh man. Cha nội này tôi tưởng. Cái này ấy, em nói anh nghe là anh không có xài, anh để em xài. Anh dùng cái này thôi. Thích thì xin người ta cho chứ không phải là ở anh đừng anh xài, em xài. Thích thì xin. Người ta thích là người ta sẽ phải được. Tính kỳ. Tính kỳ là sao? Đúng không kìa? Con không biết gì nha. Kiến thật là thông minh. Đi xem. Nghe chưa? Nghe chưa? Nhưng mà con cũng có biết cách chơi đâu. Được. Sao mày buồn thôi. Thật sự mày không có đúng. Con có sợ
mẹ buồn mà là không có biết cách trả lời. Ôi cái này xịn anh ơi. Chờ mấy bà đây rồi, mấy bà này, này, livestream này. Cái này. Ô, mấy em ta nói. Cái này để cái gì đây? Để ly rượu đẹp luôn. Ô, mấy em, đấy, đúng là sinh ra dành cho em. Đúng không? Ta có. Để mắc kiếm, để chìa khóa, để đồng hồ. Đúng không? Để bớt. Không cần bóp, trời ơi, mấy cái dây buộc tóc của em đây đẹp luôn rồi. Trời ơi. Ông này có dùng gì đâu, cả ngày đi làm để đây đẹp luôn. À, dân lên phòng đây. Cuối cùng cũng phải cho thôi. Đó. À, cái gì đây? Đây này, tôi nói các bà nghe này. Các bà nhìn này, ví dụ để đây. Đúng không? Một anh ơi, cái này em để được một lúc 3 cái bà. Đây này, bà nhìn này. Ba ơi, em dinh cái này em để được 3 cái. Có biết cái đít không? Biết đâu mà biết. Đó, để thêm cái nữa ở đây này, đẹp đẹp luôn, đẹp luôn. Ông này ông để đâu ông ý ngay điện thoại, các bà hiểu không? Ừ. Cái nhạc gì giống như là ma vậy trời. À, đây là Thiên Nga Đen. Quan Black. Nhưng mà người ta mặc bộ đồ màu hồng. Nhưng mà... Ba cầm lên phòng ba chụp hình cho người ta biết mình dùng cho người ta vui đấy, rồi em lấy lại. Đặt lên phòng chụp hình người ta đó. Là Thanh Kiều ấy. Trời, ông ấy đi dọn gì này, ông đến giờ ông dọn rồi, đêm qua ông dọn cái phòng giặt, hôm nay ông dọn cái phòng này, tôi lay ông luôn đấy. Tôi lay ông luôn đấy, ông Luis ạ. Chị Thủy Nguyễn ơi, em chưa có biết làm ăn bên Mỹ nên em chưa có gửi được khô cá sang Mỹ chị. Chị nhờ người nhà mua ở Việt Nam giùm em. Tiến. What time? Yeah. 9 o'clock. 9 o'clock. You go sleep. Okay. Thank you. Mình đang trễ 30 phút đấy con ạ. Chị liên hệ bên Facebook nhà em, xong rồi nhắn tin nhân viên thì em ship đến nhà cho người nhà chị. Còn mà em không biết là cá mà ship sang bên Mỹ thì mất bao nhiêu ngày thì em cũng không biết nữa. Em chưa ship bao giờ. Đó. Bà Trang nói tiếng Anh mà mặt rất căng thẳng, trông buồn cười trời. Định đi gội đầu mà thôi để sáng mai. Đây mày lên đây. Bà cho em miếng rượu. Xí luôn. Nhìn nó này nói. Thôi chị chú uống lại. Cái gì? Con chị chú uống lại. Uống lại á? Uống lại á? Ý là sao? Uống lại để còn chút xíu rồi. Uống lại. Đây là mẹ bác. Không, chỗ này còn phải chục ly nữa bà. Chục ly đã. À ba ơi, ngày 15 tháng 1 là cái ngày ông gì nhỉ? Jun đi à? Ông Dr. King Jun gì đấy? Martin. Looking. À bên đó lạnh mà tóc lợn bết dầu không phải đâu chị. Tại vì các chị biết vì sao tóc em bết không? Mày dùng dầu gội. Không phải, em bôi kem dưỡng thể. À kem dưỡng thể dưỡng. Sau đó là em vuốt lên tóc. Tại vì là em chưa mua cái chai dầu oi. Ngồi xuống đây. Để vuốt lên tóc. À Martin Luther King. Martin Luther King. Ba đọc đúng chưa ba?
Em đọc đúng chưa? Martin Luther King. Đúng không? Martin Luther King. Cái kẹo đấy ok đó ba. Mẹ biết cái này để làm gì mà. Đây. Đây là đàn mẹ để đúng cái điện thoại. Ở đây mẹ để mỹ phẩm. Ở trên đây mẹ có thể để kính. Hoặc ở trên đây mẹ để chai. Chai giữa tắm gì của mẹ đó. Xong rồi dưới đây mẹ để cái kính. Một mà cái ba, kính của mẹ. Em thấy cái này nó cũng hợp với ba hơn rồi. Nặng nề lắm. Em thấy mà mỗi lần em bê cái này đi xong em còn bê kèm cái biển của em chắc chết. Bê của con. Nó phải về. À cái này có để iPad được. À đúng rồi ba ba. Cho Kiến cái này thì Kiến để iPad bỏ cái lúc đi xong bị em quên không mua cái tấm ốp sau lưng ấy. Cái iPad nó đặt ngang. Được. Chắc được. Không được. Chắc chắn để được. Kiến để lên cho ba xem. Không. Không lấy cái iPad của bà nội. Cái iPad ở đây không? Em ở Tennessee. Thôi ba để đi, em không để đâu. Thôi em không để đâu. Ai? Không, không có được không. Cái này để có phone, cái này có dây sạc để lên cắm điện thoại thôi. Thôi để cho ba để đi. Vậy nhé, cái này. Chim thì cứ lấy thì nó xài đâu, nó xài đâu. Để đấy, nó không có được. Em mà để trên cái bàn. Được. Được rồi, em để cái đấy, được. Em để cái đấy. Ôi trời, sao má ơi mẹ. Ông này ông cứ về nhà, ông dọn dẹp sợ thật đấy. Tại vì là em hay bôi dưỡng thể mà các bác biết rồi, tính em hay vuốt vuốt nên là cái tóc của em nó bóng dưỡng thể. Cái lotion á. Cái lotion. Kiến. Kiến mẹ mẹ cái này con sẽ cất đâu mẹ? Chai rượu này cất đâu mẹ con mình uống. Con cả mẹ trong 3 ngày cứ hết chai rượu đi. Bảo bảo hôm nay ở Việt Nam bảo sinh nhật đó. Bà bảo nó nhắn là nó muốn một chiếc áo khoác phải gửi từ Mỹ đó mấy chị. Bây giờ ba kiếm cho nó cái size L làm sao ship qua nhà bác Quế để bác Quế bay về Việt Nam cầm cho nó. Ba đặt bên này nó phải là USA America. Thế à? Ừ. Mình đâu có biết được, mình đâu có coi được nó mắc ở đâu. Mình chỉ lựa cái mẫu áo thôi chứ. Chết mẹ. Bác Quế ra ngoài. Đúng rồi, thế thì em nhờ bác Quế chạy đi ra mua cho nó một chiếc áo Adidas. Nó thích Adidas hoặc Nike. Nhưng mà phải là made in America. Tôi khổ thật sự luôn. Em kêu là em kêu là để đưa kêu con Nhung dẫn nó ra Taka mua. Nó muốn chịu. Nó kêu con muốn từ USA. Hôm nay sinh nhật anh hai đó con. Happy birthday to you. Happy birthday nào, to you. Nào quay clip happy này. Birthday, happy birthday. Nào quay clip happy này. Nào quay clip gửi cho anh hai nào. Rồi, xong rồi mẹ gửi cho anh hai để cho anh hai ấy nào. Nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh hai. Chúc anh hai điều gì? Em chúc anh hai sức khỏe mạnh khỏe và học giỏi, vui vẻ và hạnh phúc với mấy anh ở bên trường nha. Còn phải chúc anh hai có bạn gái. Tại vì anh hai 18 tuổi rồi. Có bạn gái rồi. Em chúc anh hai có bạn gái nha. Nhưng mà nhớ là chọn đúng người đó nha.
chọn đúng người là sao, chọn đúng người là sao, nào bà nói tôi chọn. Nếu như mà mình chọn sai người thì họ sẽ bỏ mình bất kể lúc nào. Thế thì theo con là mẹ chọn ba đúng người hay sai người? Dạ đúng người. Bởi vì ba chỉ còn cho mẹ một cái thôi sẽ bị ăn đòn. Ba gì? Ba chỉ cần cho mẹ một cái thôi ba sẽ bị ăn đòn. Ba con kêu là ba con sẽ bỏ mẹ. Thì con nghĩ là ai đang kéo trên? Con bắt kèo ai đây? Anh hai nghĩ đi em hai, anh hai giúp em ấy. Còn nè, con á. Con có bảo hiểm. Cái gì mày? À, hai thằng đi đâu đi, cũng sao bà nói. Là sao mày? Hai thằng nó làm gì làm, tôi không quan tâm. Tôi thôi vậy, tôi theo bà nói thôi. Cháu luôn. Có gì theo bà nội thôi, sao giờ? Đúng rồi, bà bảo vẫn học trường Hy vọng một, chị Matilda Trần. Bà bảo 18 tuổi rồi, ui trời ơi. Ngã. Thôi tôi đi lên, tôi đưa con tôi đi ngủ đây các bạn. Mẹ uống xong chưa mẹ? Thôi ba dọn đi nha. Mẹ ơi, xíu mẹ rửa giùm con cái ly nhá. Để con lướt lên cho nó ngủ, không có mai đi học. À, đối tượng là overthinking, OCD, vẫn đang miệt mài. À, được rồi, các bác ạ. Đối tượng này ấy, đi làm về mệt nhưng không ngủ đâu. Phải dọn nhà đã, ở sạch lắm. Đấy, thấy chưa? Dọn đi nha. Cái gì? À, cái đấy là để cho kiến để viết xuống đi mày. Cho con cái đấy, mày đừng vứt cái đấy đi. Thì cho con để viết, con để này. Không, mẹ cho con hai cái luôn. Tại vì con để mấy cái mascara, bút chỉ kè lông mày. Con có một cái màu nâu đâu. Có một cái bà. Hai hộp mà. Còn cái đổ vào đây luôn. Thôi. Ông đổ hết kẹo vào đây cho tôi. Ông đưa dùng tôi cái này, ông nội ơi. Không, lấy cái này thôi mẹ. Để con để mấy cái cây kè lông mày của con. À, ba đưa cho em. Thôi, xin mời dọn dẹp đi. Ông nội, ông này ông gơ khổ lắm cả ngày. Hai mẹ con nữa, tôi đã vất vả rồi. Ông còn về dọn. Em quên. Nay em rửa cái bình nước của anh ấy. Em úp bên đấy đấy. Con nhớ rồi. Cái gì? Tại ý là em rửa cái bình nó cao quá, em để vào đâu có được. Đó, mọi người thấy không? Cái tay này, nó cái tay đó. Phải rất chính xác nha. Thẳng hàng, thẳng lối mới chịu nha. Đối tượng này thấy không? Sắp rồi, thấy chưa? Rồi thì đi đây. Ông OCD lắm. Có nghĩa là ông ấy sẽ phải để mọi thứ đúng hàng, đúng lối nha. Thẳng, ông ấy chịu. Nha. Cái điện thoại kia của mẹ đâu con? Đây rồi. Ông sẽ ngủ bên này. Tôi kiến bên này. Ba hiểu không? Phòng ông ấy sạch lắm, đéo như phòng mình đâu. Ông ngủ bên đấy, tôi ngủ bên này. Đêm tôi live stream xong tôi mò sang. Các bạn hiểu không? Đêm tôi live stream xong tôi mới mò sang. Chứ giờ tôi còn làm việc. Kiên đánh răng rửa mặt này. Đó. Các bạn hiểu không? Đối tượng đấy là lúc đầu là để phòng này hai vợ chồng ngủ. Tôi sẽ live stream phòng bên kia. Nhưng mà đâu có được. Bởi vì có cầm của con nữa. Các bạn hiểu không? Đâu có được, đánh răng đi. Nào. Đó. Kiến dùng bạn dùng kem đánh răng này nha mấy chị. Này mẹ không đồng ý này. Chưa sạch này thấy chưa? Bên này 10 giờ tối. Ông ngồi mở con mò. Khi nào thích thì mò sang đấy thôi. Chứ còn không. Em, cả các chị đấy, em vẫn bóp bài bán hàng. Ngủ nhiều chán bỏ máy.
đúng không? Các bà có thấy được không? Các bà có thấy cái tuổi của mình có thấy không? Cái này hộp Kiến 185.000 đúng không Kiến? Có một lớn, có một lớn 175.000. Ừ. Ban đầu Kiến ngủ bà nội nhưng em bắt nó ngủ với em, không còn nó quên em mất. Em không còn được gần gũi nó. Ừ. Có ngon rồi, vô luôn rồi. Ủa vô luôn. Vô con. Con củ cốc. Con hò quả cứng này. Con mới bảo thấy á. Con gần thắng một đứa chửi chết luôn. Chửi chết luôn nha. Thấy không? Đánh mình thì xì xòa. Ngoại tắm rong vứt mẹ lên đây. Ông không thích. Ông kỹ lắm. Do mình ở bẩn thôi. Nên là nha, nó thật chị nha. Không muốn chửi nhau ấy thì phòng tắm này với nhà này, phòng này là của em. Chứ còn á, ông mà ở với em thì sáng ngày ra hai đứa đánh răng rửa mặt với nhau là chửi nhau. Tại vì em nhiều khi vở dơ. Đấy. Em rửa mặt em đâu có. Em rửa mặt là em không có cái khăn mặt. Con Kiến là phải rửa cái khăn mặt giống ba nó. Ba nó cũng vậy. Là phải rửa cái khăn mặt như thế này này. Đấy. Phải có cái khăn mặt để lau mặt. Còn em là rửa trên mặt luôn đấy chị. Ba là ba cứ lại ở vậy là dơ. Thì mẹ biết rồi. Dơ quá ha. Vậy cũng dơ nữa. Ở Việt Nam làm vậy ba còn la con muốn xỉu luôn. Xỉu ngang, xỉu ngọt luôn. Hôm nay bôi kem chống nắng buổi sáng. Bây tẩy trang này. Nếu như mẹ mà là con mà phải dùng cái khăn này chắc mẹ muốn xỉu luôn. Sáng dậy, lần nào không làm gì, mới ăn xong đi lên rửa mặt. Ông kỹ lắm mà như em đâu. Xỉu ngang xỉu đá luôn á. Làm gì cũng phải rửa mẹ à. Ví dụ như á, con tắm đúng không? Mới cho mặt chạy trong thôi đúng không ạ? Bắt buộc đang tắm xong tí nữa xả nước sạch. Để số lại người coi là thế. Rửa lại cho đi. Không làm gì cũng phải rửa. Đó tẩy trang. Đó, nó nói với chị nghe. Em nói với chị nghe này. Đấy, nói chung là nó. Nói chung là em là một người biết tính em sao. Nên em muốn bảo vệ cái việc mà hai vợ chồng không ly hôn chính là việc mình biết mình là ai. Các chị hiểu không? Mình là người phải biết cái tính cách mình sao, cái thói quen mình sao, mình hợp với người ta hay không. Mình không hợp với người ta cái khoảng ở sạch thì mình ngu, ngu thì mình ở chung. Mình ngu mình mới nằm chung. Ha, kẹo ngủ 565.000 chị. Các bạn hiểu đấy, em là một người không cố làm ăn xôi đâu. Đấy, tẩy trang 485.000. Ba có bao giờ biết là mẹ phải tẩy trang đâu. Nên là nhanh lên bôi cái bôi mặt nạ cấp ẩm này. Dưỡng môi đi, ngủ đi, nhanh lên. Có nghĩa là mình là người hiểu rõ nhất mình nha các bà nha. Ví dụ như em biết rõ cái tính của em là em ở dơ. Em ở dơ thì em sẽ không dây phòng tắm với ông đấy. Cái phòng tắm ông ấy sạch như ly như lai không ai chịu nổi. Như là ở nhà khách sạn nhé. Ví dụ như em này. Em rửa mặt xong nước có tè le ha. Ví dụ như em nhớ thì em dùng cái khăn này em lau. Em không nhớ em kệ mẹ luôn. Tại vì em nghĩ là đơn giản thôi. Tí nó cũng bốc hơi nó. Tí nó cũng bốc hơi nó khô. Đó. Xong là qua ông xong ngủ. Ông ấy thấy cái gương này này. Là tôi đánh răng này, tôi đứng đây tôi gần này. Cái bàn chải đánh răng nó bắn cái bọt lên trên cái gương. Ông nói cho tôi câu này. Em á, của bền nó tại người. Em á, em ở dơ nó quen rồi. Em lau cái gương đi. Xong lũ anti thì ngu ngục lại kêu tôi là gì. Tự bóc phốt chồng thì hóa ra bóc phốt mình ở bẩn. Địt mẹ tao đâu à, tao ở sạch đâu.
Em đâu có kêu lấy mở sạch đâu mấy chị. Em ở dơ xưa giờ. Ở dơ ở đây là gì? Em bờ bộn. Ví dụ như người ta là người ta xong này, người ta lau này, lau này. Em thì quên, bởi vì sao em like với các chị này. Em like xong thì em bay mẹ vào trong kia, em bê vào dưỡng da trong kia đúng không? Còn ông ý là xong xuôi tắm rửa là ông ấy lau rất là kỹ. Các chị hiểu không? Đó. Nào bé Kín lau gì, bôi gì mọi người nói cho bé Kín xem nào. Cháu bôi cái gì vậy? Bé Kín bôi mặt nạ cấp ẩm nha. Vùng da khô đấy, 3-4 ngày nữa có người sắp sang cho Kín hai hũ này. Có hai hũ gì mà? Hai hũ thôi vì mình nhiều hàng gửi sang lắm. Mình còn một kiện hàng 100 cân nữa. Con yên tâm, cái này là đợi cục hàng 10 cân là có chú Kenny ở Trần chú ý cầm sang cho mình. Con hiểu không? Nên là mình chỉ gửi người ta 10 cân thôi. 2 ngày nữa thôi mà. Ừ, 14 người ta bay từ Việt Nam sang Mỹ là 15 người ta đáp. Rồi 15 người ta sẽ ship từ tiểu bang người ta San Francisco sang mình. Chắc mất 2 ngày. Đó. Giờ đó bọn mình phải đợi 4 ngày. Ừ, không sao đâu. Người ta vợ là chồng. Người ta vợ là... vợ la chồng vì tôi ở dơ nhà chị thì chồng la vợ bình thường em ơi. Ngủ cả trải đầu gì bà? À, bác lần nào làm xong con đều phải trải đầu mẹ ạ. Đi ngủ thì mẹ không nghĩ cần phải trải đầu con ạ. Đi ngủ vẫn phải giống theo ba là phải trải đầu. Chứ con không làm là ba kêu con vô quá đó. Khổ lắm. Bây giờ ba chỉ còn không thấy cái thói quen con không làm đi. Ba sẽ bảo là ủa? Sao con chỉ đầu? Thấy áp lực chưa? Các bạn thấy áp lực chưa? Thấy áp lực chưa? Nhà chị cũng thế, chồng chị lau chùi dọn dẹp suốt ngày. Chị Thủy ơi, hôm nào chị em mình gặp nhau đi. Chị em mình tâm sự. Rồi, xong rồi đi vào ngủ đi bà. Mẹ ở trong đây mẹ làm gì? Không, chị mẹ bôi kem dưỡng mẹ ra liền đấy. Ba con thì cỡ 1 tiếng rưỡi nữa. Ba con còn dọn nhà mất 30 phút ha. Dọn dẹp ghê lắm, xong ông lên tắm rửa 1 tiếng rưỡi. Ngủ đi vào ngủ đi con. Bây giờ mình vô khiến nó ngủ, mình làm mình post bài, mình post bài bán hàng. 1 tiếng rưỡi hắn xong, hắn phải 1 tiếng rưỡi nữa. Hắn đã tầm 11 giờ 11 rưỡi hắn mới bắt đầu tắm rửa xong, kỳ cọ xong. Chị em mình phải tâm sự việc ở dơ của chị em chúng mình nha. Trời ơi, bà để tóc ngắn, Facebook bà để avatar tóc dài, ở ngoài bà để tóc ngắn, trời thần. Nói chung là mình biết mình ở dơ, mà hắn thì có những ngày em không có tắm. Cái chiều không lạnh quá em đâu có tắm. Em mới rửa thôi thì em nằm bên này. Chị em mà không tắm mà sang nằm mịt mẹ mày chửi chết luôn. Các bà hiểu không? Em mà không tắm nhưng mà em vác cái mặt sang cái phòng ngủ của ông ý, mẹ ông chửi chết luôn. Tại vì cái phòng ngủ bên kia nó là cái phòng dành cho khách ấy. Khách đến nhà ấy, là có cái chỗ ngủ thì là hắn sẽ phải ngủ cái phòng đấy, vì lúc trước là hai vợ chồng ngủ phòng này. Còn đâu cái phòng đấy là phòng live stream. Nhưng mà cái phòng đấy là cái phòng live stream thì nó lại nhỏ, với cả cái phòng đấy nó lại ở cạnh phòng của bà nội. Nên là bên này ấy, bên Mỹ bên này này, cái nhà nó cách âm dở lắm. Nhà nó cách âm dở nên là nó sẽ bị ồn ý mọi người. Nên là ông ấy bảo là thôi bà ơi, bà live stream cái tốc độ đến 3 giờ sáng này bà mới đi ngủ thì thôi. Tôi mời bà sang cái phòng lớn bà nằm. Rồi khi nào bà muốn ngủ với tôi thì bà sang bên này bà nằm. Còn tôi thì tôi không chờ bà được đâu. Tôi không chờ bà được đâu. Bà cứ live stream 1 rưỡi 2 giờ sáng. Có hôm đến 3 giờ bà vẫn cầm điện thoại bà bấm. Không hiểu bà làm cái gì luôn. Thôi mời bà. Chồng chị ở Mỹ cũng không thua chồng em mệt mỏi lắm. Đâu, em đâu có mệt mỏi. Em không mệt mỏi nhá. Chồng em không sai.
Cái này là do em sai. Thứ nhất này là chồng em lo lắng tất cả mọi thứ cho em, nhưng mà em muốn cuộc sống của em trong thế chủ động ha. Em muốn cuộc sống của mình trong thế chủ động, em sẽ vẫn phải điều hành những công việc làm ăn kinh doanh của em tại Việt Nam. Em muốn giàu hơn nữa thì em phải phát triển những cái mảng hàng kinh doanh của em tại Việt Nam. Giống như việc là em phải nỗ lực để em thứ nhất đi học được tiếng Anh. Cái thứ hai là em phải biết lái xe, có bằng lái xe bên này, để em chủ động đi nhập hàng, chủ động đi gửi hàng, chủ động đi đóng gói. Bởi vì em sao? Ở bên này này, người ta không có phiền hà đến người khác đâu các chị. Chị muốn làm cái gì chị phải tự làm, chứ không phải là chị phiền hà nha. Bản thân là chồng em đi làm, chồng em không thể nào mà đi canh để mà hỗ trợ em đi bê hàng hay đi nhặt hàng. Nhưng mà nếu như mình muốn, cái việc đó là việc kinh doanh riêng của mình, mình muốn tự chủ cái việc đấy của mình, thì mình phải tự làm. Thì đó lý do em phải nỗ lực em học lái xe, học cái bằng lái xe này, rồi em đi thi bằng lái xe, em mua một cái xe riêng theo đúng cái nhu cầu của em là để em được chở hàng. Thì bây giờ cái xe chở hàng thì cái cốp phải rộng, phải mua một cái xe to. Thì mua cái xe to để em chở hàng, em nhập hàng, để em đem hàng đi gửi. Thì mỗi một người nó sẽ có một cái nhu cầu. Thì mình muốn cuộc đời của mình, ví dụ như em nói thật chị này, các chị sang đây này, chồng đưa cho một tháng 3-5 ngàn đi chợ. Đó, 3-5 ngàn mình tiêu trong 3-5 ngàn, đúng chưa? Nhưng mà nếu như mà mình muốn Tết này mình cho mẹ mình 5 ngàn, cho em gái mình 5 ngàn, cho em út mình 1 ngàn, cho em rể mình 1 ngàn đi chẳng hạn, em rể em gái mỗi người 1 ngàn chẳng hạn, là cho 40-50 triệu gì đó, thì mình phải tự lao động. Mình muốn cho mẹ mình 5 ngàn đi, để mẹ đi ăn đi chơi đi Tết ta Tết Tây mà thích làm gì mà làm. Thì nó là tiền riêng của mình, mình đừng có ngửa tay xin chồng cái tiền đó. Mình muốn cho gia đình mình ổn định, mình muốn cuộc sống của gia đình mình trong thế chủ động, mình phải tự lo. Chứ không phải mình ngửa tay xin chồng là ở anh ơi cho em thêm 10 ngàn để em lo cái Tết cho gia đình em, không có chuyện đó nhé. Bên Mỹ người ta rất rõ ràng, người ta không bao giờ có chuyện người ta bao thầu anh các chị đâu, ai cũng phải độc lập. Bên này vợ chồng là độc lập kinh tế nha, tiền ông tiêu, tiền tôi tiêu. Ví dụ đi vô quán ăn, ví dụ chồng thương á, chồng trả cho tô phở, không, mày trả của mày, tao trả của tao. Đó là chuyện rất bình thường bên này. Chỉ có bên mình là hay hậm hực. Bởi vì sao? Người phụ nữ phải luôn ở nhà để chăm con, luôn ở nhà để lo bếp núc. Còn ở bên này nha, mạnh thằng nào phải mạnh, thằng nào thằng ấy phải làm. Việc của mày làm ngày nào, việc của tao làm ngày nào. Chứ không phải là chúng ta ùm bà làng với nhau, đâu có đâu. Nên là em nói với chị là em nhé, có đi đâu như làm gì em cũng phải chủ động việc kinh tế của em. Em không có cái chuyện mà em bị động hay là em bị thế này thế kia, không có đâu các chị. Em cứ hay nói đùa là em ăn bám chồng quên mẹ đi. Tiền em làm với cả có ăn bám mà để gọi là đúc vào cái tiền mà để mà lo cho gia đình mình, không có. Em nói chị nghe này, cái sự tôn trọng của thằng đàn ông nha. Cái sự tôn trọng của thằng đàn ông nó sẽ nằm luôn ở việc bạn tiêu tiền của nó như thế nào. Chứ không phải là nó đâu có ngu, nó làm ra tiền nó đâu có ngu, nó nuôi được mình nó đâu có ngu. Nhưng mà mình phải làm sao, con người nó hơn nhau cái chữ biết điều nha. Các chị nghe chữ biết điều không nha. Em có một câu này, tự túc là hạnh phúc. Nên đó là lý do bao nhiêu năm trời em cứ phải nhà cửa điền trạch ở Việt Nam đầy đủ, dưỡng thể nha, 295.000. Em cứ nhà cửa điền trạch em đầy đủ, em cho thuê một tháng em có mấy trăm triệu tiền cho thuê nhà. À, nhớ ví dụ như mẹ em bảo ở Trang ơi chị, mẹ muốn đi chỗ này, mày tìm tour cho mẹ, ok, đăng, bốc máy, ok, Nhung chuyển khoản cái này, Nhung chuyển khoản cái kia, ê, mẹ cần cái này, mẹ cần cái kia. Đấy là việc của mình điều hành công việc của mình tại Việt Nam. Mình muốn cái gì mình làm, ê Nhung ơi, cái này cần xây, xây liền đi, xuất ra 3 tỷ cho xây. Nhung ơi, bản vẽ xong rồi 280 triệu, trả nó tiền công bản vẽ đi. Việc của mình, kinh doanh của mình, nhà cửa đứng tên mình, tài sản riêng của mình là mình phải tự chủ động. Chứ không phải là mẹ sang đây để mà chồng nuôi, xong rồi là nhỡ một ngày đẹp trời cơm không lành canh không ngọt, nhất là cái mõng chó của mình, cái mồm dầu gầu răng cá mập, biết được cái nào người ta gọi là gì, mưa mát mặt ngày nào mình hay ngày đó, hạnh phúc được ngày nào thì mình hưởng thụ ngày đó nhé các chị. Không có cái gì là nắm tay từ sáng đến tối đâu mấy bà. Đây các bà biết vì sao tóc bết không? Đây nó là thế này đó, tóc bết là do đấy tôi dưỡng thể xong. Không ai nói trước được điều gì nha. Cho nên đối với em này, em là một cái người em chỉ tin bản thân mình.
Em chỉ tin vào bản thân mình. Em cơ đéo nào có cục tiền trong người. Em sang đây mặc dù nha, chồng em nha, làm thẻ tín dụng cho em, chuyển tiền vào thẻ tín dụng cho em. Hôm qua, tối hôm qua, ông ấy tải các phần mềm, các thứ vào xong xuôi nha, tiền vào hết xong nha. Nhưng mà em có cục tiền riêng của em. Em có thẻ đen của em tại Việt Nam. Lệch sóng mà ông ấy định lệch sóng, ông cắt mẹ cái thẻ của mình thì sao? Địt mẹ lệch sóng cầm cái thẻ của em được tiêu 1 tháng 1 tỷ. Thế thôi. Em có cái thẻ cà toàn mọi nơi, 1 tháng được tiêu 1 tỷ trả sau. Ok, đăng. Mẹ cần cái gì cà cái một cái bẹt. Nhung ơi, tài khoản không ai tiêu tương đây. Tại vì em để cái việc mà cái thẻ của em cà nó vào số của con Nhung và số của em mà em đăng ký sai số điện thoại mà. Nên là gì? Con Nhung sẽ biết mình tiêu cái gì. Ồ, mày vừa tiêu cái gì? Ok, ok, tiêu rồi, ok, đăng. Là nó sẽ biết là ở đến ngày đó trả cái tiền vào cái thẻ đấy. Ok, bình thường các chị. Ví dụ em ấy, em có cái thẻ tháng, mấy cái thẻ là thẻ nào cũng tiêu được 500 triệu đến 1 tỷ một tháng là chuyện bình thường. Em đâu có ngu. Em nói thật cái gì này, em không biết tiếng Anh, em không có ngu. Mẹ mày muốn cái gì mày bấm Google dịch, chỉ là mày không nói được thôi. Mẹ còn thích nữa thì gọi điện về Việt Nam FaceTime. Ê Đạt, nói chuyện hộ chị cái người nước ngoài này chỉ cần cái chuyện này. Không vấn đề với em, mẹ có tiền là có quyền. Chị có mối quan hệ, chị có quyền. Em có thể không biết tiếng Anh tại Mỹ nha. Em hoàn toàn có thể không nói tiếng Anh luôn. Nhưng mà mẹ mày thích gì gọi điện. Mẹ mày thích đúng không? Ờ, trả tiền lương một từ phiên dịch ở Việt Nam đi. Gọi điện FaceTime, chị muốn nói chuyện này với người ta là chuyện bình thường. Chị trả 20 triệu làm không? Làm sao làm? Đúng chưa? Chị cứ có tiền đi, chị có quyền. Nếu như mà cái độ ngu của mình học hoài không được thì mình phải chấp nhận mình dự hợp dẫn một người khác thôi. Thì mình làm ra tiền, mình có tiền. Cái này 360 nghìn nha. 360 nghìn. Tuyết kem trắng da, cái này hàng Trung Quốc nội địa. Con chưa rửa cái tay à? Ừ. Trời ơi, Trần Tiểu Vi nhớ em. Rồi bà Kín mà cũng dưỡng ra thể này. Mẹ bấm nhá. Ôi trời. Thôi thôi, nhiều quá. Khổ thật sự luôn. Này. Thôi mà kéo áo lên rồi bôi luôn đi này. Cái này thơm à? Đúng rồi, body bath này siêu thơm. Cái này ba con mua để cho mẹ bôi xong mẹ sang đấy ngủ đấy con. Cho nó thơm đấy. Để đêm mẹ mò sang mẹ ngủ, ông ấy ngửi cho thơm con hiểu không? Dạ, chứ không thơm là ba kêu là gì thúi gì. Đó, nào, ngửi cổ lên. Rồi sao đi. Đó. Nên là em hay trêu, em trêu cho chúng nó bảo. Nên bọn anti nó ngu lớn mà. Bọn anti nó kêu rằng là con đĩ này sang đây làm ở đợi. Một tháng thằng chồng nó cho mấy ngàn tiêu đi. Mẹ mày mấy ngàn không đủ tiền bố mới đi nhậu. Nói thế cho dễ các bạn hiểu không? Bên này một tháng chị tiêu 2 ngàn thì đi chợ ra là rất nhiều rồi. Mẹ, đéo hiểu chúng nó đoán là thu nhập em bao nhiêu các bạn. Đủ má. Mình nghĩ mình buồn cười các bạn hiểu không? Thì mẹ mày không khoe bao giờ thôi chứ còn đéo bao giờ thiếu tiền. Nói thế cho nó dễ. Nách trắng này. Con đĩ kia kêu mình là nách đen. Thì mẹ mày đen chỗ nào mà nhìn hộ tao cả. Ví dụ các bà thấy hôm nào tôi live stream giờ này này, là tối nay chúng tôi không ngủ chung. Ví dụ hôm nào mà live stream giờ này là không ngủ chung. Còn hôm nào tối các bà thấy không live stream là hôm đấy tôi không bôi kem. Ngủ chung sáng hôm sau mới bôi. Các bạn thấy buổi sáng tôi dậy tôi bôi ấy thì là hôm qua ngủ chung. Tại vì đéo thể nào mà bôi quá nhiều kem. Các bạn hiểu không? Ví dụ tôi bôi tầm 4-5 giờ chiều thì giờ này không có bôi. Nhưng mà hôm nay là tôi ngủ buổi chiều. Rồi xong, đăng. Ông ấy thích da trắng lắm. Ông rất thích da trắng. Ông này không hiểu sao ông thích da trắng nha. Em không hiểu sao ông thích da trắng mà em đâu có thích da trắng đâu. Kem dưỡng trắng body này nha, là kem make up body luôn, 360 nghìn. Rồi mẹ, nhiều đứa nó cứ tưởng là em gọi là em không biết chị như thế nào, nhưng thấy chị cách chăm sóc con là chị biết chị phụ nữ ok.
Ôi giời, em nói thật các chị, hai vợ chồng em ấy, mẹ mẹ nó đi lên từ gọi dưỡng trắng da chỉ dùng được 5 ngày bật tông hẳn luôn trời. Bà hộ tôi, bà thắm hoàng, bà viết cho tôi cái review tôi chụp lại được không? Đời tôi không có chúng ấy cứ bảo tôi rằng là sợ lờ. Dạ, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, kem dưỡng trắng chị chụp lại inbox cho em nha. Tâm Lê Thị Thanh, chồng chị cũng vậy, tóc một cọng rớt cũng lên được, chuyện lắm, chuyện lắm các chị. Đó, đó, em thật các chị là em chỉ nói các chị một cách đơn giản. Cuộc sống là như vậy. Ví dụ như em này, ví dụ hai vợ chồng ngủ ở đây có con kiến làm sao làm được cái gì, đúng không? Thì bọn em phải có phòng riêng. Thì hiển nhiên rồi, ông ấy là một người, thứ nhất này ông ấy rất là thương mình. Ông biết mình sang đây mình vất vả, theo diện gọi là không được nhậu đấy. Ông biết rằng là mình không có cái, có cái mình đã bị triệt đi mẹ cái đường đi tám với cả đường đi nhậu rồi. Là ông biết là mình rất khổ rồi, khổ tâm đấy. Không được đi nhậu khổ tâm đấy. Đó. Mình rất khổ tâm, có hiểu không? Ông biết rằng là vợ nó cũng rất là tội ở điểm là nó sang đây nó không có bạn. Nó đéo được nhậu, nó phát dầu rồi. Lại còn đéo cho nó live stream nữa thì đi mẹ nó phát điên. Mà đi mẹ phát điên nhá, em nói thật các chị này. Ví dụ người khác ấy thì bảo là đéo có tiền, sang đây đéo biết làm ăn gì, phụ thuộc vào chồng thì nó mới sợ. Chứ còn một cái đứa như em này, thì mẹ mày có tiền là một, nhiều bạn là hai. Nha. Kem trắng da em bán cho chị, cái này em bán ở Việt Nam chị. Cái này bán Việt Nam, hôm qua có chị ở bên Mỹ mua 20 hộp. Có chị hôm qua ở bên Mỹ mua 20 hộp ship sang đó. Em dùng cái này các chị nhìn thấy này, da nó rất là trắng và mướt. Em dùng hôm nay 21 ngày chưa hết một tuýp, một ngày em dùng sáng tối luôn. Dùng sáng tối bởi vì các chị ở Việt Nam chỉ dùng một lần thôi, buổi tối thôi, ban ngày thì không cần dùng đâu. Tại vì các chị không, ví dụ các chị làm văn phòng này, các chị làm văn phòng buổi tối các chị bôi, xong sáng ta các chị đánh răng rửa mặt các chị đi làm thì các chị không cần bôi lại. Nhưng mà vì buổi sáng này em thứ nhất là đánh răng rửa mặt, rồi em lại còn tắm rửa cho con, em còn cơm nước cho kiến ăn hoặc cơm nước cho ông ấy ăn sáng nữa, em lại phải rửa tay rửa chân, thế là em lại phải vào bôi lại, các chị hiểu không? Nhưng em nói các chị ấy, vâng, về sáng Nguyễn chụp hình inbox em nhé, chụp hình inbox em, nhắn tin vào Facebook tăng live stream dùm em. Nên là em nói các chị nghe này, mỗi người có một cái sự lựa chọn. Thứ nhất là mình lựa chọn cuộc sống của mình nó như thế nào. Chồng em biết rất rõ tình em, nếu như không chiều vào cái sở thích của em mà không thương em, biết em cô đơn em buồn bên này, em thích nói chuyện với mọi người trên live stream, em còn em chưa biết là bán được bao nhiêu đơn hàng em không quan tâm, nhưng mà em muốn nói chuyện với mọi người, em muốn chia sẻ. Ai cũng có một cái nhu cầu là muốn chia sẻ với mọi người, nhưng mà chẳng qua các chị không có cái dũng cảm để nói chuyện trước đông người, hoặc các chị không có cái khả năng mà mình có thể tự tin mình chia sẻ cái điều của mình muốn với người khác. Còn em là một người đã quá quen với việc chia sẻ những cái cảm xúc của mình và em không giấu giếm điều gì cả. Nên em nói các chị này, không phải ai cũng mạnh mẽ được như em, nhưng mà không có nghĩa là người mạnh mẽ là người hạnh phúc. Cái người mạnh mẽ hơn người ta cũng có những cái nỗi khổ riêng đấy các chị. Người mạnh mẽ cũng có những nỗi khổ riêng. Người mạnh mẽ, người chủ động, người ta cũng có những nỗi buồn riêng của người ta. Tuy nhiên nếu để lựa chọn là người phụ nữ yếu đuối hay người phụ nữ mạnh mẽ thì em vẫn lựa chọn em là người phụ nữ mạnh mẽ. Bởi vì em chủ động cuộc đời của mình, em chủ động cuộc chơi của mình, em chủ động tất cả mọi thứ trong gia đình của em. Em là người đứng đầu trong gia đình của em. Em là người chịu trách nhiệm đứng đầu về tất cả mọi chuyện trong gia đình của em. Cho nên em phải lựa chọn cuộc sống của một người phụ nữ mạnh mẽ. Sang đây các chị nghĩ đi, các chị ở Mỹ biết rồi, nhà hai vợ chồng một đứa nhỏ, một bà già chồng á, là bốn người các chị đi chợ mua đồ ăn làm sao hết được 3.000 đô. Chồng em là phát cho 3.000 đô đi chợ, 2.000 đô tiêu vặt, mình muốn gì mua gì mình mua, thừa thiếu đâu kệ em. Bởi vì ông ấy cũng tính rằng là mình sang mình không có làm ăn gì, nhưng mà em đâu có ngáo, em sang đây em phải làm ăn, việc của em phải làm, công việc điều hành của em vẫn phải làm, tiền răn vào tài khoản của gia đình em, không vào tài khoản của em. Tất cả tài sản của em không đứng tên, em chỉ đứng tên một vài tài sản nho nhỏ thôi, còn mọi tài sản của em đều phải chia trên các người thân của em. Bởi vì làm sao, nói thẳng ra, em nói thật các chị này, vợ chồng ăn ở với nhau trọn đời nó là cái phước. Nếu mình không được trọn đời thì cái phước mình đến đoạn đó, mình hưởng đến đoạn đó thôi. Nhưng mà người thân ruột thịt chảy trong cùng dòng máu của mình, nó là dòng máu huyết mạch. Còn chị nào nói rằng là, hoặc là chồng em có nghe được thì em cũng không buồn. Tại vì từ xưa đến giờ ông ấy biết tình em như vậy rồi. Em là một người rất rõ ràng. Tất cả mọi sự điều hành trong công việc làm ăn của em, gia đình em đều là người chủ động tất cả mọi chuyện. Nên là kết thúc live stream với các chị ấy,
em sẽ vẫn nói chuyện với nhân viên, với các group công việc của em. Em đâu phải chỉ có cái quán bún đậu, em đâu phải chỉ có một cái việc kinh doanh online, em còn nhiều công việc khác của mình nữa. Nhưng mà mình muốn cuộc sống của mình nó đầy đủ thì mình phải lao động, và kể cả khi mình có đủ và nhiều tiền rồi, mình vẫn phải lao động, bởi vì mình không thể nào dừng lao động. Một con người dừng lao động, dừng làm việc là con người đó sẽ dần dần tụt hậu. Con người đó không cho mình vào một cái roda, gọi là em không biết gọi là gì, một cái đà công việc. Nếu chị không cho chị chạy trên một cái đà công việc, người chị nó sẽ trùng xuống. Các chị hiểu không? Ví dụ như em ở Việt Nam, em đang quen livestream một ngày 8 tiếng đến 12 tiếng. Em đã quen một tháng kiếm được ví dụ như 2 bàn tay tiền. Mà các chị kêu em sang Mỹ để em kiếm 1 bàn tay tiền là em đéo thích rồi. Em sang Mỹ, em đã buồn bỏ mẹ rồi, không được nhậu, là em phải kiếm 3 bàn tay nha. Bình thường kiếm 2 bàn tay tiền, bây giờ phải là 3 bàn tay, nó mới đúng cái nư của em. Bởi vì em phải xa quê, em phải vất vả hơn, em không được nhậu, em không được, em phải tự lau chùi nhà cửa, tự giặt đồ, tự xếp đồ, em không có người làm cho em. Cái thời gian đó mất 1 ngày 4 tiếng của em rồi. 3 đến 4 tiếng cơm nước dọn dẹp, tắm rửa cho con, sấy tóc cho con, rồi ôm ấp con, rồi này kia, là mất gần 3 đến 4 tiếng của em. Nên còn lại thời gian là phải kiếm tiền. Không có chuyện em dừng lại các chị nhé. Cuộc sống không bao giờ có chuyện dừng lại. Người có tiền người ta càng muốn làm. Chỉ có cái đứa đéo có tiền và đéo có khả năng kiếm tiền nó mới dừng lại. Bởi vì nó không thể nào nha, nó không thể nào kiếm được tiền như mình mà thôi. Nên những đứa kêu em là gì, đi mẹ sang Mỹ vẫn live stream nhặt từng đồng bạc cắt, đi mẹ mày một lũ ngu lồn. Chỉ là chúng mày đéo có khả năng kiếm tiền và đéo có cơ hội kiếm tiền thì chúng mày mới không kiếm. Chứ còn đi mẹ chúng mày mà có cơ hội như tao, ngồi nói chuyện live stream dơ sản phẩm bán được hàng thì chúng mày cũng kiếm mà thôi. Chỉ là chúng mày đéo có được lòng tin của người mua hàng, mà chúng mày đéo biết gửi hàng kiểu gì, đéo biết vận hành một công ty làm sao để kiểm soát được hàng hóa ra vô, đóng thuế như thế nào, chúng mày trả tiền ra làm sao, ship từ tiểu bang nào đến tiểu bang nào. Chúng mày đéo có được một lực lượng người nhập hàng ở chúng mày, và chúng mày đéo có cái đầu ra là người mua hàng. Nên chúng mày mới kêu tao bán đồng bạc cắt, đi mẹ mà nhặt đồng bạc cắt của tao nó mới ra được đồng bạc lớn. Thế thôi. Chỉ có những đứa đéo biết làm ra tiền mới mở mồm nói rằng là em vẫn đi nhận từng cái đơn hàng. Điệt mẹ mày, tất cả bọn tỷ phú trên toàn thế giới đều phải đi bán hàng. Mày từ chủ resort, mày bán từng cái phòng, một từng cái room thì cũng là một hóa đơn bán lẻ. Thì cũng như tao bán một lọ kem dưỡng, nó cũng là một hóa đơn bán lẻ. Ok chưa? Mày có là chủ một cái nhà hàng, điệt mẹ mày, một tô cơm, một tô canh người ta đưa ra, mày cũng chính là một con đĩ bán lẻ cho người đi ăn. Mày là thằng sửa xe thì một cái lốp xe vá cũng là một đơn hàng. Mày có là người đổ rác thì mỗi một căn nhà mày đi đổ rác cũng là một đơn hàng. Tất cả chúng ta đều là một vòng tròn của công việc làm việc và đều bán hàng như nhau mà thôi. Các chị bán chất xám, một người khách vào ngân hàng để mở một tài khoản ngân hàng cũng là một đơn hàng. Đừng có coi thường ai. Em chỉ coi thường, em hay chửi lũ vừa nghèo vừa ngu là một lũ làm không chịu làm, kiếm tiền không chịu kiếm. Nếu có cơ hội kiếm tiền nhưng đi rủ những người ta kiếm được tiền, đầu má mày không bằng người ta, mày rủ cái con cặc. Thế thôi, đăng, em đi ngủ. Cổng chào các chị. Cổng chào các chị, hẹn các chị vào sáng mai. Con em đi học ngày mai. Em sẽ live stream với các chị. Ok chưa? Em cảm ơn chị bé Sáng Nguyễn. Em nói thật các chị đi mẹ, em nói thật các chị cứ đợi em đi thì mẹ 6 tháng nữa. 6 tháng nữa em nói được tiếng Anh bập bẹ một chút thôi, các chị sẽ xem em làm việc đi. Em không bao giờ có chuyện em dừng lại đâu các chị. Mẹ em sang bên Mỹ không phải để dừng lại. Em sang bên Mỹ để em kiếm được nhiều tiền hơn. Em sang bên Mỹ để kiếm được nhiều tiền hơn vì sao? Vì thứ nhất, khi xưa em thuê người ta đi nhặt cái hộp này, người ta chỉ biết là nhặt hộp này. Em thuê người ta đi nhặt cái sữa tắm này, người ta chỉ biết là sữa tắm này. Còn bây giờ này, em ngửi mùi ok, đúng chưa? Em biết cái mùi đó. Tiếp tục. Đó, ví dụ như thế này. Sẽ là mùi này, mùi này, mùi này, rất nhiều mùi đi. Mình biết nó là cái gì. Thì mình ví dụ trong cái tiệm đó nó sẽ có những cái rửa tay, trong những cái tiệm đó có những cái ủ tóc đi, nhưng người nhập hàng của mình, người nhập hàng của mình người ta chỉ biết đến là con Trang nhờ cái này thôi, con Trang nhờ cái này, người ta sẽ không nói là ví dụ như người nhập hàng ở Trang ơi chị thấy chúng nó bán cái này chạy lắm Trang, cái xịt thơm này, ví dụ cái xịt thơm này của hãng này luôn này. Em mang cho nhập về các chị, nước hoa địt mẹ nó thơm kinh khủng khiếp luôn. Các chị này tắm xong này muốn chích chồng địt mẹ em xịt vào dọc đùi này, em xịt dọc đùi, em xịt sau lưng này, em xịt cái, em xịt nách này,
không xịt vào đầu vú, không xịt vào chỗ tam giác của mình, không xịt vào chim chíp của mình. Ý mẹ mày xịt vào mà liếm ở đâu, đắng chết mẹ luôn, tụt con mẹ mày cảm xúc. Thì cái nước hoa của nó rất thơm nha. Thì mình đi chợ này, mình là người đi chợ vào cái shop này, mình thấy nó có cái này. Mình đã xịt thử vì nó có hàng cho test. Mình test mình thấy nó ok. Đang, nhặt cái này về. Mình sẽ cho người của mình nhặt về. Vì lúc này là mình chưa biết lái xe, mình chưa biết đi gửi hàng. Mình cho người ta nhặt về. Thì có nghĩa rằng cơ hội cho người Việt dùng đồ Mỹ, nó đang là cơ hội trong tầm tay của mình. Mình nhặt được nha. Mình nhặt được cái từ sữa dưỡng, sữa tắm này. Đây là sữa tắm này các bạn, đây là sữa tắm. Đây là dưỡng thể này. Nó còn rất nhiều sản phẩm, không phải chỉ có một cái hãng này. Bên Mỹ có rất nhiều brand, rất nhiều nhiều brand hàng, từ giày, từ dép, từ quần áo, từ túi xách, rất nhiều. Bạn canh giờ săn sale, bạn chỉ cần bán 10 cái túi sale, 10 đôi dép sale, bạn đã có bao nhiêu tiền. Cơ hội kiếm tiền nằm trong bàn tay mình. Chứ không phải nha, sau này đường đi nước bước nó rất là đơn giản. Một khi mình muốn làm, mình muốn học, mình muốn kiếm thêm tiền thì mình sẽ làm được. Còn đồ má mấy con đi biết cái con cặc gì về em. Chào Justin Nguyễn, biết cái con cặc gì về em. Đầu mẹ, sống ở đời này không phải chỉ để trịch nha. Sống cuộc đời này vợ chồng không phải chỉ để trịch. Khi chúng ta nhiều tiền, chúng ta chủ động cuộc đời của mình. Hạnh phúc nó đến từ sự chủ động. Đúng chưa? Cuộc sống của mình mà, mình muốn hạnh phúc hơn, mình hãy chủ động kinh tế và tài chính. Bởi vì một người chồng người ta cũng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu nếu như cái người vợ đấy là một gánh nặng. Khi chúng ta là gánh nặng của nhau thì chúng ta sẽ làm nhau mệt mỏi mà thôi. Khi nào ấy, đầu úng má, em dành cái nước Mỹ rồi, em nói được tiếng Anh, em biết được sử dụng các thứ rồi, xin lỗi các chị đi. Không có mùa xuân đây đâu. Các chị có công nhận không? Ngay cái page mà em đã lập từ cách đây 1 năm rưỡi, 1 năm hay 1 năm rưỡi gì đó, Trang Khàn Hàng Mỹ Chính Hãng. Tại sao mình lập cái page đó? Em lập cái page đó chính là cái page để sau này em kinh doanh hàng Mỹ. Không phải tự dưng em gây dựng, em nuôi cái page tên là Trang Khàn Hàng Mỹ Chính Hãng. Là cách đây 1 năm hay 1 năm rưỡi, bọn em đăng ký kết hôn 14 tháng 2 2022. 14 tháng 2 2022 là em về em lập cái page đó đó. Em đã quyết định ký vào cái gọi là đăng ký kết hôn. Em đã quyết định đồng ý với việc đi Mỹ với chồng em. Là em đã lập cái page đó 1 năm mấy rồi. Em đã nuôi cái page đó lên 49.000 subscribe rồi. Để em gây dựng cái page đó rồi. Và tại sao sang Mỹ em lại còn lập một cái kênh là Trang Khàn Cuộc Sống Ăn Bám Mỹ, Ăn Bám Chồng Tại Mỹ. Em lập đấy đã phải lót ổ cho công việc đó. Để em xây dựng em một cái kênh đặt cái account tại Mỹ, cái lượt truy cập nó sẽ như thế nào, các chị hiểu không? Con người em đâu có ngu các chị, đầu má em đã vạch được kế hoạch cho người này người kia làm ăn được thì em đâu có ngu cuộc đời em. Chỉ là thời điểm này em chưa biết tiếng, con em nó mới đi học chập chững, em phải dành nhiều thời gian cho nó, thì em phải như vậy mà thôi nhé. Thôi mai sẽ nói chuyện với bà. Bye bye, chúc ngủ ngon.